Miko Hương Xưa hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Mỹ Vị 24 với người Mỹ chính hiệu, đó chính là tôi, Kyle York. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xuống miền Tây, một vùng đất vô cùng đẹp và thú vị. Và nói chung là một cái nơi mà ngày xưa Kyle sinh sống. Và có một món ăn vô cùng đặc biệt mà Kyle phải nói là mỗi lần ăn cảm thấy mát mẻ liền. Đây là một cái món rất là ngon, đó chính là món bánh lọt. Và chúng ta hãy cùng theo dõi một cái video clip ngắn sau đây để hiểu thêm về bánh lọt nhé. Trong các món bánh truyền thống của người Việt, bánh lọt đã gắn bó với tuổi thơ của phần lớn đứa trẻ vùng Tây Nam Bộ. Sự quyện lẫn của bột gạo, bột sắn dây, cùng vị ngọt của nước dừa, hương thơm của lá dứa khiến những ai thưởng thức cũng phải mê mẩn. Đặc biệt trong dịp hè, bánh lọt ăn cùng đá lạnh sẽ giúp bạn thư giãn, giải khát hơn nhiều. Ở miền Tây Nam Bộ, bánh lọt còn được chia thành hai loại. Bánh lọt ngọt là loại ăn với nước dừa, loại còn lại là bánh lọt mặn, ăn với nước lèo có tôm, hào hào bánh canh một chút. Tuy nhiên, bánh lọt ngọt phổ biến hơn, lại dễ ăn, có thể tìm thấy ở hầu hết quán chè, quán bánh ngọt. Nguyên liệu toàn bộ tự nhiên nên rất bổ dưỡng, ai ai cũng có thể thưởng thức. Và ngày hôm nay để thực hiện món này là Kyle phải mời vào bếp một người miền Tây chính hiệu, đó chính là cô Tô Ánh Nguyệt. Và ngày hôm nay Kyle rất là vui được gặp gỡ cô trong bếp của Mỹ Vị 24 để làm bánh lọt. Chào Kyle, chào quý vị khán giả. Và ngày hôm nay Kyle nghe nói là công thức làm bánh lọt khá là phức tạp, đúng không? Không phức tạp. Dạ hả? Không phức tạp? Kyle nghĩ là do là vì có bột trộm sẵn Miko Hương Xưa, đúng không? Rồi. Để mà đồng hành với cái món này, làm cho mọi thứ nó dễ. Và trong một nốt nhạc, mình sẽ có một cái chén bánh lọt cực kỳ ngon. Ok, bây giờ mình hãy xăng tay áo lên và vào bếp. Và nguyên liệu để làm món bánh lọt nước dừa gồm có: hai trăm hai mươi gram bột bánh lọt Miko Hương Xưa, thêm một lít nước lọc, một gói bột nước cốt dừa Miko Hương Xưa để tăng hương vị của món ăn. Nguyên liệu không thể thiếu tạo nên mùi thơm đặc trưng của món ăn này đó chính là lá dứa. Cho bột bánh lọt và nước lọc vào chảo không dính. Dùng cây khuấy bột khuấy cho tan đều. Lúc này bắt hỗn hợp bột đã pha lên bếp, bật lửa vừa và khuấy đảo liên tục đến khi bột sánh lại. Tiếp tục khuấy đến khi bột trở trong là bánh chín. Lúc này bánh lọt sắp thành hình rồi đây. Chúng ta cần chuẩn bị một thau nước đá. Công dụng là giúp cọng bánh lọt co lại và dai, ngon hơn. Sau đó lắp khuôn bánh lọt. Dùng muỗng múc bột cho vào khuôn, sao cho gần đầy. Bắt bánh lọt trực tiếp vào thau nước đá bằng cách ép nhẹ hỗn hợp, cho con bánh lọt tự chảy xuống thau, cứ như vậy đến khi hết bột. Ôi chà chà, màu sắc óng ánh nhìn ngon mắt chưa kìa. Một bước vô cùng quan trọng tạo nên linh hồn của món ăn đó là làm nước cốt dừa. Chúng ta hòa tan một gói bột nước cốt dừa với nước lọc, cho vào một ít lá dứa để tạo mùi thơm tự nhiên cho nước cốt dừa. Sau đó bắt lên bếp, chỉnh lửa nhỏ và khuấy liên tục đến khi hỗn hợp sánh lại là dùng được.
Với món ăn này, chúng ta đáp ứng những yêu cầu cơ bản như sau. Còn bánh lọt dai trong, có đôi dài đẹp thì bánh mới ngon được. Bánh lọt khi ăn dùng kèm với nước cốt dừa và nước đường nên được dùng trong ngày. Và Kyle phải nói là nhìn cái chén bánh lọt là Kyle nhớ tới ngày xưa khi Kyle còn dạy học ở miền Tây với những đứa học sinh của Kyle rất là dễ thương. Và ăn một cái chén vô là thấy mát mẻ liền. Bây giờ chắc là mình phải thưởng thức món ha. Đúng rồi. Đây, bánh lọt với bột mì cô hương xưa. Rất nhanh chóng, dễ làm. Thưởng thức liền nha. Wow, béo béo ngọt ngọt. Wow. Quá ngon, ngon ha. Wow. Quá ngon. Mà Kiều thấy nó đặc biệt cái gì không? Rất là thơm cái mùi lá dứa. Và có nước cốt dừa nữa là nó thêm ngon ha. Thêm ngon, rất ngon. Ngọt ha, đủ độ ngọt ha. Cái này chắc ăn hơn mấy chén hơn. Quý vị biết không, mỗi lần ăn một cái món nào đó làm cho chúng ta nhắc tới những kỷ niệm đẹp, những vị của hương xưa. Và ngày hôm nay Kyle cảm thấy rất là vui khi được đồng hành cùng cô Ánh Nguyệt và bột trộm sản Miko hương xưa để đem đến một cái món đặc sắc. Đó chính là bánh lọt và đó cũng là lời chào tạm biệt trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho mọi người nhiều sức khỏe và đặc biệt được ăn những cái món ngon trong những tập tiếp theo của Mỹ Vị 24. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Bây giờ công nhận thật sự là mình có món như vậy dễ làm ha. Làm nhanh nha. Làm nhanh. Ai làm cũng được hết. Cha cũng từng nhào vô bếp là nó rất là dễ. Đúng rồi. Cha mẹ đi hết thì con cũng làm được.